Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ sang chương 2 là chương nhiệt học. Và tiết đầu tiên của chương nhiệt học là chủ đề cấu tạo chất. Các em thấy trên màn ảnh, hiện đang có hình ảnh hai bình chia độ. Một bình chia độ chứa rượu, 50cm khối rượu. Một bình chứa 50cm khối nước. Bây giờ, sẽ đổ 50cm khối rượu vào 50cm khối nước. Như vậy thì thể tích hỗn hợp mà chúng ta thu được sẽ là bao nhiêu? Rõ ràng, 50cm khối cộng 50cm khối thì kết quả sẽ là 100cm khối. Nhưng khi đổ 50cm khối rượu vào 50cm khối nước thì cái hỗn hợp mà chúng ta thu được lại có thể tích chỉ là khoảng 95cm khối mà thôi. Như vậy thì 5cm khối hỗn hợp đã biến đi đâu rồi? Thì để trả lời câu hỏi này, cô mời các em vào bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào? Câu hỏi đầu tiên chúng ta cần trả lời là các chất có được cấu tạo từ các hạt riêng biệt không? Cách đây hơn 2.000 năm, người ta đã nghĩ rằng mọi vật được cấu tạo từ các hạt riêng biệt rất là nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Nhưng mãi đến đầu thế kỷ 20 thì con người mới chứng minh bằng thí nghiệm sự tồn tại của các hạt riêng biệt, cấu tạo nên mọi vật, được gọi là nguyên tử và phân tử. Trong đó nguyên tử là những hạt chất nhỏ nhất, còn phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại. Nhưng vì các nguyên tử và phân tử thì vô cùng nhỏ bé, nên các chất khi mình nhìn vào có vẻ như nó liền một khối. Ngày nay, để quan sát các nguyên tử và phân tử, người ta dùng kính hiển vi hiện đại. Đây là hình ảnh về kính hiển vi hiện đại. Bằng kính hiển vi hiện đại, người ta có thể chụp lại hình ảnh các nguyên tử, phân tử. Hình ảnh các em đang quan sát thấy là hình ảnh các nguyên tử silic. Và đây là hình ảnh các nguyên tử sắt. Như vậy thì đến bây giờ, chúng ta khẳng định được một điều là các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt, được gọi tên là nguyên tử và phân tử. Chúng ta tiếp tục sang phần 2, trả lời câu hỏi giữa các phân tử có khoảng cách hay không. Cô mời các em quan sát lại hình ảnh. Rõ ràng, từ ảnh chụp, các em thấy giữa các nguyên tử silic là các khoảng cách. Và không chỉ giữa các nguyên tử silic mà giữa các nguyên tử hoặc là phân tử cấu tạo nên các chất khác cũng tồn tại các khoảng cách này. Như vậy, chúng ta khẳng định giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách. Trước khi sang bài tiếp theo, cô mời các em quan sát hình ảnh. Các em thấy đang có một quả bóng rất to và các bạn học sinh thì xô đẩy quả bóng từ nhiều phía và quả bóng thì chuyển động rất là hỗn độn. Như vậy thì cái trò chơi này nó sẽ liên quan đến bài học như thế nào? Cô mời các em vào bài tiếp theo, bài 20. Nguyên tử, phân tử, chuyển động hay đứng yên? Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu thí nghiệm Brown. Đây là chân dung của nhà toán học Brown. Năm 1827, nhà toán học Brown đã làm một thí nghiệm như sau. Ông lấy một số hạt phấn hoa thả vào trong nước và quan sát dưới kính hiển vi, thì ông thấy các hạt phấn hoa không đứng yên mà chúng chuyển động không ngừng và chuyển động rất hỗn độn. Hình ảnh các hạt phấn hoa chuyển động có thể vẽ lại như sau. Các em thấy hạt phấn hoa chuyển động vô cùng hỗn độn. Và lúc này, nhà bác học Brown không thể nào giải thích được vì sao các hạt phấn hoa có thể chuyển động được trong nước. Và bây giờ các em sẽ giải thích cái hiện tượng của thí nghiệm Brown bằng cách liên hệ lại cái trò chơi đẩy bóng lúc đầu. Hạt phấn hoa đang ở trong nước. Như vậy, xung quanh hạt phấn hoa sẽ có các phân tử nước. Và các em quan sát lại ha.
Như vậy các em thấy trong trò chơi đẩy bóng thì quả bóng chuyển động được là nhờ các bạn học sinh xô đẩy từ nhiều phía. Và cái hạt pháo hoa sở dĩ nó chuyển động được là nhờ các cái phân tử nước chuyển động va chạm vào hạt pháo hoa từ nhiều phía. Như vậy thì theo cách giải thích này thì chúng ta thấy các nguyên tử phân tử sẽ không đứng yên mà chúng sẽ chuyển động không ngừng. Đến năm 1905 thì nhà bác học Albert Einstein, đây là chân dung của nhà bác học Albert Einstein, bằng thí nghiệm, ông đã chứng minh được rằng nguyên nhân hạt pháo hoa chuyển động là do các phân tử nước không đứng yên mà chúng chuyển động không ngừng. Và trong khi các cái phân tử nước này chuyển động thì chúng sẽ va chạm vào hạt pháo hoa từ nhiều phía. Các va chạm này lại không cân bằng nhau cho nên nó làm cho hạt pháo hoa chuyển động không ngừng theo. Chúng ta tiếp tục sang phần 3, tìm hiểu chuyển động phân tử và nhiệt độ. Thì thí nghiệm Brown đó, khi mà ông làm nước nóng lên, thì ông quan sát, ông thấy cái sự chuyển động của các hạt pháo hoa có thay đổi so với khi hạt pháo hoa nằm trong nước lạnh. Các em quan sát nè. Như vậy thì rõ ràng trong nước nóng, các phân tử nước đã chuyển động nhanh hơn, hỗn độn hơn. Nên cái sự va chạm vào hạt pháo hoa cũng diễn ra nhanh hơn. Vì vậy mà hạt pháo hoa nó chuyển động nhanh hơn. Như vậy, chúng ta thấy rằng nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh. Và chính vì cái sự chuyển động của các phân tử, nguyên tử này có liên quan đến nhiệt độ, cho nên người ta gọi chuyển động của các nguyên tử, phân tử là chuyển động nhiệt. Bây giờ chúng ta vận dụng kiến thức từ hai bài 19-20 mà chúng ta đã học để giải thích một số câu hỏi sau. Thứ nhất, thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên thì người ta thấy đường tan và nước có vị ngọt. Chúng ta sẽ giải thích như sau. Khi chúng ta khuấy lên thì các phân tử đường sẽ xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước và các phân tử nước thì xen vào khoảng cách giữa các phân tử đường. Nên ta thấy nước có vị ngọt. Bài tiếp theo. Quả bóng cao su hoặc quả bóng bay bơm căng, dù có buộc thật chặt thì cũng cứ ngày một xẹp dần. Các em giải thích. Các em biết rằng là giữa các phân tử cao su mà làm nên quả bóng thì nó có khoảng cách. Và các phân tử không khí bên trong quả bóng thì chuyển động không ngừng. Như vậy thì các phân tử không khí bên trong quả bóng nó sẽ xen vào khoảng cách giữa các phân tử cao su và nó sẽ thoát ra bên ngoài. Đó là lý do làm cho quả bóng ngày càng xẹp dần. Chúng ta tiếp tục câu C5. Các em đều biết là cá muốn sống được thì phải có không khí. Nhưng mà ta thấy nó vẫn sống được trong nước. Vì sao vậy? Thì như nãy giờ chúng ta biết rằng là giữa các phân tử đều có khoảng cách. Thì giữa các phân tử nước cũng có khoảng cách. Và các phân tử không khí thì chuyển động không ngừng. Cho nên nó sẽ xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước. Vì vậy mà trong nước có không khí nên cá có thể sống được. Bài tiếp theo là bài C4, trang 72 trong sách giáo khoa. Người ta đã làm một thí nghiệm như sau. Người ta đã đổ nhẹ nước vào bên trên một cái bình chia độ có chứa dung dịch đồng sunfat. Cái phần đồng sunfat màu xanh nó nằm bên dưới kìa và nước nó nằm bên trên đó. Rồi người ta để một thời gian sau thì người ta thấy là cái phần dung dịch đồng sunfat này nó lan dần lên trên cái phần nước. Và các em thấy là
nó lan dần lan dần lan dần cho đến cái bình cuối cùng thì chúng ta thấy là không còn thấy được cái nước rõ ràng nữa, phải không ạ? Và cả dung dịch nó đều có màu xanh nhạt. Thì cái hiện tượng này người ta gọi là cái hiện tượng khuếch tán. Và bây giờ các em sử dụng những kiến thức mình đã học để giải thích hiện tượng này xem nào. Các em biết là giữa các phân tử nước và giữa các phân tử đồng sinh phát thì nó đều có khoảng cách. Đồng thời các phân tử này chuyển động không ngừng về mọi phía. Chính vì điều này mà các phân tử nước sẽ xen vào khoảng cách giữa các phân tử đồng sinh phát, và ngược lại, các phân tử đồng sinh phát thì sẽ xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước. Đó là lý do chúng ta sẽ thu được một cái hỗn hợp đồng sinh phát có màu xanh nhạt như ở bình cuối cùng. Như vậy các em nhớ, cái hiện tượng mà mình đang có ở đây gọi là hiện tượng khuếch tán. Và hiện tượng khuếch tán là hiện tượng gì? Là hiện tượng các chất tự hòa lẫn vào nhau. Và đây là nội dung bài học các em cần ghi lại vào vở. Có hai trang. Các em ghi trang này xong, các em chuyển sang trang tiếp theo. Ghi vở xong, thì cô yêu cầu các em đọc thêm phần có thể em chưa biết và hoàn thành lại các cái câu vận dụng mà cô đã hướng dẫn. Trong sách bài tập thì các em sẽ làm bài 19.1 cho đến bài 19.5, bài 20.1 đến bài 20.5. Chúc các em học tốt.